Nghệ sĩ Minh Nhí và đồng nghiệp khóc hết nước mắt thương nhớ soạn giả Bạch Mai. Thông tin nữ soạn giả Bạch Mai qua đời vì Covid-19 khiến cho nghệ sĩ Minh Nhí và giới sân khấu phương Nam bàng hoàng. Giới nghệ sĩ ai cũng thương cho nghệ sĩ Bình Tinh trong một thời gian rất ngắn liên tục mất đi những người thân yêu nhất. Từ lúc nhận tin dữ là nữ soạn giả Bạch Mai mất do Covid-19, nhà báo Song Minh cây bút văn hóa văn nghệ từng gắn bó với Bình Tinh và gia tộc Huỳnh Long cả đêm qua không ngủ. Tôi ngồi thừ người ra, nước mắt cứ tự dâng chảy cầm điện thoại trên tay, có rất nhiều hình ảnh tôi chụp với cô, với bình tinh. Cứ thế tôi vừa khóc vừa lướt hình, xem mãi xem mãi như một quán tính. Ngày nào tôi với Bình Tinh cũng nói chuyện về sức khỏe của cô Bạch Mai, nhưng ngày lúc này tôi lại không dám gọi cho tin. Tôi không còn đủ can đảm để nghe giọng nói của em và sợ em không đủ nước mắt để khóc cùng Bình Tinh nữa. Nhà báo song minh chân thành nói. Nhiều người biết nghệ sĩ Minh Nhí cũng là đồng nghiệp gắn bó sâu đậm với gia đình Bình Tinh, nhất là sau khi Bình Tinh đăng quang trong chương trình Sao Nối Ngôi. Từ nhỏ dưới quê tôi đã ngưỡng mộ gia tộc Huỳnh Long Minh Tơ rồi, nên lên Sài Gòn làm nghề có dịp gặp gỡ, lại càng thần quý hơn. Mỗi khi chị Bạch Mai và bên ấy cần diễn viên là sân khấu tôi cho các em qua phụ liền, mà bên này sân khấu Minh Nhí cần gì các anh chị nhào qua ngay, riết rồi như anh chị em ruột trong nhà vậy đó ngay từ mỹ vừa khóc nghệ sĩ minh nhí cho biết thêm vậy mà khi chị bệnh nặng tôi lại cũng đang kẹt dịch bệnh ở bên mỹ chưa về được vì vậy giờ phút lâm chung của chị bạch mai không có tôi chỉ biết bái vọng từ xa cũng may nhờ có học trò minh quang đang làm tình nguyện viên ngay tại bệnh viện soạn giả bạch mai đang nằm điều trị nên lúc chị còn sống ngày nào tôi cũng gọi điện hỏi thăm và theo dõi bệnh tình của chị tối qua khi mỹ quang nhắn tin thông báo về sự ra đi của chị là tôi nằm khóc Lúc ấy bỗng nghe tin Việt Hương và Hoàng Đăng Khoa có vào bệnh viện được nên tôi gắn gượng dậy gọi điện về gặp Hương, Khoa và Bình Tinh. Tôi nhớ câu đầu tiên Bình Tinh nhìn thấy tôi là Ba ơi còn một côi rồi, nghe mà đứt ruột đứt gan, nghệ sĩ mình nhí lại khóc. Trên trang cá nhân đạo diễn Thanh Hiệp chỉ kịp viết vội, đây là tổn thất lớn đối với gia tộc Huỳnh Long vì sau khi hai em của nghệ sĩ, soạn giả Bạch Mai là nghệ sĩ Kim Phượng và nhạc sĩ Thanh Châu qua đời, ba đã ra đi đột ngột trong sự thương tiếc của gia đình. Vĩnh biệt nghệ sĩ soạn giả Bạch Mai, thường cháu Bình Tinh trong thời gian ngắn chịu nhiều nỗi đau ly biệt mẹ, vì cậu vì dịch Covid-19. Nhà báo Song Minh chia sẻ thêm, đã từ lâu lắm rồi, tôi đã xin cô Bạch Mai cho tôi được làm một thành viên của gia đình tuồng cổ Huỳnh Long. Cô xem tôi như con, Bình Tinh xem tôi như người anh thân thiết của gia đình, chuyện gì cũng có thể kể cho nhau nghe. Mọi người cứ hay trách ông trời sao có bất công với Bình Tinh. Khi em đã từng mất đi bà đất lợi, anh trai chinh nhân, rồi chỉ trong một thời gian rất ngắn là mẹ Bạch Mai, dì Chính, Kim Phượng, cậu 10, nhạc sĩ Thanh Châu, nhạc sĩ Thanh Dũng cũng đã lần lượt bỏ em ra đi. Em đã mất đi tất cả những tình yêu thương to lớn, sức ở đâu lật ở đâu, nước mắt ở đâu để Bình Tinh chống chọi lại nỗi đau này. Được biết, nghệ sĩ Bạch Mai sinh năm 1948 trong một gia đình có truyền thống cải lương. Bà bắt đầu từ những vai đào con cho đến 15 tuổi thì bắt đầu hát chính. Nữ nghệ sĩ tài hoa được khán giả yêu mến qua hàng trăm vai diễn để đời trong lưu kim đính dạy giá thọ châu, lá Chắn, biên thùy, tấm cảm, đường về núi lam, người đẹp trong tranh. Nghệ sĩ Bạch Mai không chỉ là nghệ sĩ biểu diễn xuất sắc mà bà còn là nữ soạn giả nhiều vợ nổi tiếng như Sự án Phi Giao, Giang Sơn Mỹ Nhân, Ngọc Kỳ Lân thập tử nữ anh hào, ngũ biến báo phù cừu, trần nữ vương, mai trắng xe duyên.